thì đây là một trong những chiếc ghế thành công nhất lịch sử Liverpool. 10 chiếc ghế đầu tiên của Klopp tại Liverpool giờ ra sao? Người đầu tiên đôi lúc hay tỏ thái độ với thầy. 5. Matip được coi là một trong những bản hợp đồng khôn ngoan nhất của Klopp khi đến Liverpool theo dạng tự do từ Sanker năm 2016. Klopp thừa nhận tuyển thủ người Cameroon luôn bị đánh giá thấp, nhưng bản thân Matip cũng không quan tâm đến điều này. 4. Klavan là một trung vệ chắc chắn trong 2 năm thi đấu ở Merseyside. Việc Virgil van Dijk đến Anfield vào tháng 1 năm 2018 khiến tuyển thủ Estonia mất chỗ đứng và gia nhập Cagliari để tìm kiếm suất đá chính. 3. Maninger bắt đầu tập luyện tại Anfield để duy trì thể lực sau khi rời Augsburg. Chiến lược gia người Đức sau đó quyết định giữ anh lại thi đấu chính thức. Chính Maninger cũng ngạc nhiên bởi anh đã 39 tuổi. Tuy nhiên, anh không ra sân một lần nào trong mùa giải đó và tuyên bố giải nghệ vào một năm sau. 2. Wijnaldum là một bản hợp đồng thành công khác của Klopp trong những năm tháng đầu tiên tại Phượng Hoàng Lửa. Tiền vệ Hà Lan rời đi khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2021. Sau một thời gian phiêu lưu ở PSG và Roma, anh chuyển đến Al Ittihad ở Saudi Arabia. 1. Là nhân tố thứ 10 được Klopp ký hợp đồng và không nghi ngờ gì khi đây là một trong những chiếc ghế thành công nhất lịch sử Liverpool và anh chính là Mohamed Salah.